Thưa quý vị, mở đầu phần tin từ sáng đến tối hôm nay là những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc ba cha con bị hàng xóm truy sát vì mùi hôi chuồng lợn ở Quảng Nam gây xôn xao dư luận. Vào hôm nay 16 tháng 6, theo thông tin mà phóng viên trong buổi tối nắm được thì cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi phạm chính gây ra vụ án mạng kinh hoàng này. Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Công, 26 tuổi, trú tại phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, công được xác định là đối tượng trực tiếp gây ra cái chết và thương tích cho ba cha con ông Phạm Hồng Văn, 62 tuổi, ở thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Sau khi gây án thì công đã trốn nhiều nơi ở tỉnh Quảng Nam rồi rời khỏi địa bàn. Sau khi trở về thành phố Tam Kỳ vào 2 giờ sáng nay, 16 tháng 6, công đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Đại diện công an tỉnh Quảng Nam cũng cho biết trong hôm nay, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố vụ án và tiến hành củng cố hồ sơ để khởi tố các bị can về tội giết người đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật